Những ngày gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc một số đối tượng giả danh là cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng xã hội. Chị NHT sinh năm 1987, ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh thông tin: Ngày 11 tháng 8 năm 2022, trong quá trình ứng dụng mạng xã hội Facebook, chị T thấy có trang Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng dòng chữ cung cấp dịch vụ giải ngân trước hạn: 1. Làm lại sổ bảo hiểm xã hội. 2. Hỗ trợ giải ngân hồ sơ quá hạn. Do đang có nhu cầu tìm hiểu về việc giải quyết chế độ hồ sơ quá hạn bảo hiểm xã hội, nên chị T đã liên hệ với fanpage trên. Chị T được hướng dẫn liên hệ với một tài khoản Zalo tên Lương Uyên. Tại đây, người này yêu cầu chị T cung cấp thông tin cá nhân, chụp hình căn cước công dân và tài khoản ngân hàng để chuyển tiền giải quyết chế độ cho chị T với số tiền là 17.706.000 đồng, với số lần giải ngân là 5 lần. Mỗi lần giải ngân, chị T phải chuyển khoản cho chuyên viên bảo hiểm xã hội giả này số tiền là 820.000 đồng, phí giải quyết hồ sơ vào số tài khoản mà chuyên viên này cung cấp. Sau khi trao đổi, chị T đã chuyển khoản cho người này số tiền là 820.000 đồng, chi phí giải quyết hồ sơ vào số tài khoản mà người này cung cấp. Sau đó, người này tiếp tục yêu cầu chị T chuyển thêm tiền vào tài khoản đã cung cấp để được nhận đủ số tiền trợ cấp trong ngày. Thấy khả nghi, nên chiều cùng ngày, chị T tìm đến cơ quan bảo hiểm xã hội để kiểm tra thông tin và biết mình đã bị lừa. Điều đáng nói là trước đó, chị T đã tới cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ để hỏi về khoản tiền trợ cấp thai sản và được chuyên viên bảo hiểm xã hội huyện giải thích kỹ càng về trường hợp của chị không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật. Nhưng chị T vẫn muốn tìm cách lách luật để được hưởng quyền lợi. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, tại các địa phương khác như An Giang cũng có tình trạng người lao động nhận được tin nhắn của một số đối tượng giả danh là người của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận hỗ trợ làm thủ tục giải ngân tiền trợ cấp thất nghiệp. Các đối tượng này yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, các đối tượng sẽ giúp người lao động làm thủ tục giải ngân trong 2 ngày và lấy phí dịch vụ 5% trên tổng số tiền người lao động nhận được. Số tiền này phải được thanh toán trước, tuy nhiên sau khi chuyển tiền, người lao động cũng không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành quyết định số 24 tiếp tục chi trả cho hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03, sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2022, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã chi gần 266 tỷ đồng cho 95.300 lao động với số tiền hỗ trợ từ 1.800.000 đồng đến 3.300.000 đồng từ gói hỗ trợ bổ sung của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo nghị quyết số 24. Theo số liệu thống kê, số hồ sơ nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị nhận tiền hỗ trợ thì có hơn 71.600 lao động đang làm việc tại hơn 1.800 doanh nghiệp và các trường hợp đã nghỉ việc từ năm 2020. Nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 24, riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới hơn 23%. Hình thức chi trả hỗ trợ. Đối với chi trả không dùng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Đối với chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, người lao động liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ. Danh sách người lao động được duyệt hỗ trợ với số tiền cụ thể sẽ được công bố trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố theo đường link thanhphochiminh.bảohiemxahoi.gov.vn. Triển khai nghị quyết số 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, cả nước có trên 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết số 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn nhưng chưa được chi trả với số tiền 1.155 tỷ đồng. Tính đến 13:30 ngày 19 tháng 8 năm 2022, theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi trả hỗ trợ cho 298.000 lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng. Phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin, chỉ sau 8 ngày triển khai quyết định nghị quyết số 24, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt gần 72% tổng số hồ sơ người lao động đề nghị nhận gói hỗ trợ theo nghị quyết số 03 đã nộp hồ sơ đúng hạn.